tay của em á, nó bị ở trên cái bờ vai mà xuống, tại vì mình tập neo á, mình nắm cái máy, mình cầm cái tay đó, bây giờ bị nhất bị tê, bây giờ muốn vô nó làm cái thấy nó khỏe ra, nó ngủ không đêm không được. Oh my god. Uống vô giờ nó khỏe ra, uống tất cả là được mấy hộp rồi? Hai hộp đó. Mới uống hai hộp mà cho nó khỏe ra rồi. Rồi ban đêm ngủ được lại không? Ngủ được chưa? Nó bình thường gì, nó không có gì hết trơn. Hôm anh nhất nó dậy, mình phải pha bóp bóp đó mà nó cũng tê mình. Oh my god, thấy thần thánh chưa? Cái này là khách nói thiệt nè. Là hồi trước là ngủ ban đêm phải thức dậy bóp nó tê đúng không? Nhưng mà bây giờ là ngủ là bây giờ nó bình thường hết trơn, khỏe ra rồi. Trời ơi, thấy chưa? Một đầu uống á, là nó không còn tê. Chứ một cái hai thì thấy nó văng lặng rồi, nó không còn nữa. Trời ơi, mới uống tới hộp thứ hai mà giờ nó lặng luôn. Dạ. Hèn ơi, cái này là thật nha. Thật phải không? Lời chia sẻ thật nha. Đấy. Thì thật mà mình có sao mình nói vậy thôi. Ban đầu á, cái mình nghĩ là nó chắc là nó đỡ đau thôi. Chứ nó không có hết tê, nhưng mà cái hộp thứ hai là bây giờ nó trong lại là còn uống hai bữa nữa là cạn á, là nó hết tê á. Trời ơi, sao mà chờ gần hết mới đi đặt vậy? Người ta đặt trước đi. Đó, thấy là tốt là người ta đặt trước được rồi. Không? Lỡ thì mà tôi hết bột đồ gần sao chứ hả? Rồi cái uổng à. Ừ. Quên á, mình còn làm. Quên á, cái tới khi mà mình hay quên cái nói để gửi chắc cho chị. Mấy lần trước á, nói phải gieo nữa, cái gửi về có mấy ngày à, gửi có 3 ngày là tới rồi. Đúng rồi, nếu mà gieo tiền nhanh liền thì gửi nó nhanh lắm, tới liền à. Bây giờ nè, kêu con cái gì nó cài giùm cái PayPal đi, PayPal cũng nhanh lắm. Thôi, mệt quá chị ơi, gửi vậy sao, chị ngày mai danh chị tâm thủy chứ em á. Thì cũng sao đâu. Tại vì nè, mình đang uống với cái đà nó tốt, thì mình muốn cho nó liên tục như vậy đó, đừng có để gián đoạn á, phải không? Đó. Dạ. Dạ. Cũng uống được, chắc cũng uống được vài ba ngày nữa là hết. Vài ba ngày nữa hết ha, ok. Để ngày mai coi chị bỏ vô cái làm sao rồi chị nhắn em biết. Nếu được thì bắt đầu chị gửi hàng cho em. Ừ. Nếu mà không được á, thì cho ai, tại vì lịch đó. Dạ. Đó thì bây giờ là tay là hết tê luôn. Làm nail là giống như mình gồng, mình cầm máy, mình mài, mình giũa đó. Đa số mấy chị em làm nail bị vậy đó. Mà ai uống cũng hết trơn á. Nha. Làm nail là như ai cũng bị cái tay á. Mà mình sợ là nó liệt và mai mốt á. Là cái tay này là nó tê rồi. Đến rồi nó một ngày nào nó sẽ liệt cả cái sợi vậy đó. Wow, mà bây giờ uống rồi nó hết trơn hồi nào luôn. Giờ cũng không biết cảm giác đau luôn. Nó hết khoảng một tuần mai là nó hết. Ôi ngồi kết, thấy không, mấy ông ngồi gần đây xung quanh nghe không mấy ông? Cái đó là lời chia sẻ thật của khách 100% nè. Cái này là thật nè, thấy không, mấy ông nghe không? Chứ cái này bà Hằng bà đâu có đi kiếm ai mà để nói vậy đây. Khách gọi lại mua hàng mà bây giờ gửi tiền không được, thành ra chưa có gửi bột được. Khách mới nhắn nói là bây giờ hết bột uống rồi. Uống vô cái tay nó hết đau. Đó, thấy không? Mà cái chân á, của mình đang ngủ á, ai bị giật lắm, thấy thằng con nó đã đang ngủ mà sao mà hay giật gì mà ta không biết nữa. Mà bữa nay nó không bị giật mà nó không bị bột vẽ đó nha. Không giật vẽ nữa đó, thấy chưa? Tại vì cái đó mình thiếu collagen, cái đó mình nói thiệt đó. Khi cái bột collagen này nó cung cấp những cái chất nhờn vô trong khớp xương, vô cơ thể của mình đó, thì nó làm cho mình giảm rất là nhanh luôn. Cái đó là thật chứ nó cũng không phải là thuốc gì hết trơn á. Collagen nguyên chất là vậy đó. Ừ. Nha. Yeah. Ok, thôi để Hằng gắn tranh thủ Hằng coi rồi Hằng gửi sớm cho ha. Để thôi hết bột uống nó gián đoạn mà đang tốt như vậy cũng uổng lắm. Nha. Yeah. Ok, chị không sao đâu. Rồi, nhưng mà mai mốt nhớ mình còn một hộp là mình phải đặt đi nha. Đó. Ok. Ừ, ok dạ. Rồi, bye em ha. Ok, bye. Đó, thấy không? Mấy ông ngồi ở đây nghe, giống bây giờ bên nhà bên kia mỗi lần mấy người ở chung trong nhà cũng không có nghĩ, không ai tin cái bột này là thần thánh hết trơn. Mà mỗi ngày khách gọi tới tự động nói riết mấy ông nó nghe là phải tin. Tại vì cái này là khách uống và khách gọi tới để đặt hàng, và chính cái miệng của những người ta uống, người ta nói là người ta hết đau. Rồi nhiều người thì da bây giờ nám, nó hết nám rồi nó đẹp. Nhiều người thì tóc mọc quá trời thằng ơi. Thì những cái đó là những lời chia sẻ thật hoàn toàn 100%. Cái này mình nói thiệt.
đây cái hũ bột collagen nguyên chất của Hằng như thế này. Thì đây sẵn cái video thì Hằng luôn luôn lúc nào Hằng cũng muốn chia sẻ cho những ai chưa bao giờ uống bột collagen của Hằng Kali. Còn những cái khách cũ đã uống thì biết rồi. Cho nên sẵn ở đây thì Hằng giới thiệu luôn cho những cái người khách mà chưa bao giờ uống bột của Hằng để biết cái bột collagen nguyên chất này nó được làm ở đâu và nó có tác dụng gì và được làm từ cái gì ha. Thì đây là cái mẫu mã cái hộp, thì Hằng nói cho những khách cũ á, cũng yên tâm là không có phải đổi mẫu mã gì. Rồi đây khách gọi nữa nè. Hello. Hello. Hello chị Hằng phải không chị Hằng? Ừ, nói đi, có cần gì nữa? Ờ. Cho con đi order 4 hộp collagen nữa đi. Ồ. Chứ có order 2 hộp thôi. Order 2 hộp thôi, rồi bây giờ uống 2 hộp đó làm sao rồi mà order 4 hộp? Tại vì hai hộp á là chị mua cho cái ông anh chị cái tài năng nhất của họ một chén uống mà anh uống anh không có siêng năng mà uống hồi bỏ rồi con đi thấy bực mình quá thôi chị trả lại tôi lấy hộp tôi uống thử lấy thử uống mà con đi uống hết hộp rồi uống được khoảng 2 tuần thôi đó mà con đi thấy ngủ ngon là nhất là tại con đi lúc trước ngủ không được bằng đêm cứ mắt thì nhắm cái óc thì nó tỉnh phải không uống 2 tuần thôi mà bắt đầu thấy ngủ ngon rồi ngủ ngon ok rồi giờ cái tay nó tay mặt nó cũng hồi xưa hay nhức nhức đau đau bây giờ không biết tại vì nó bớt chút xíu rồi chưa có bớt hẳn tại mới uống con hộp mà mới hết hộp hồi sáng nay nè ôi trời ơi Trời ơi, bây giờ nhớ con đi thì khách nhiều lắm nhưng mà Hằng có lưu cái tên lại là Hằng biết là khách cũ. Thì bây giờ nè đợt trước trả tiền bằng gì ta? Tại vì ký chết cho ký chết. Ok, bây giờ ký chết thì nó lâu rồi nó sẽ gián đoạn cái bột uống. Bây giờ gì nè, có con cái gì không kêu nó cài cái PayPal đi trả rất là nhanh. À, những cái mà là giống như mà khi mà Hằng mỗi ngày Hằng hú cái review lên hết được bao nhiêu người khách gọi tới mà nói cái sản phẩm này nó tốt vậy cái gì, tại vì rất là nhiều luôn nhưng mà sẵn đôi khi tiện lúc nào thì Hằng muốn review lên cho mọi người cô chú anh chị em mình mà ai là chưa có uống cái bột này để mình biết và mình thử đi, mình thử mình sẽ biết cái tác dụng của cái sản phẩm mà của Hằng Kali đang bán nó như thế nào đó. Thì nó tốt vậy cái gì, nó là một làm từ cái da cá tuyết hay là cá pollock được đánh bắt ở vùng biển Alaska và được làm tại Mỹ. Đây là được làm tại Mỹ, những cái chất lượng những cái gì nó đều được xô lên vỏ hộp nha. Cho nên được đánh bắt những cái loại cá đó, là cái cá này nó rất là mắc tiền mà cá quý hiếm nữa. Thì mỗi cái đợt như vậy nó làm bằng da cá tươi hoàn toàn nha. Cứ khi mỗi lần như vậy á, cứ cách một tiếng là nó cứ đem cái cá nó vô bờ liền trong một tiếng, chứ nó không được cá đó để ướp lạnh lâu nha. Cho nên đã xoay tại sao khi cái sản phẩm người ta làm một cách tối đa tuyệt đối để có chất lượng. Có chất lượng là từ những con cá tươi bắt lên từ biển liền và người ta đem vô liền trong bờ, cứ cách một tiếng phải đem vô liền trong bờ để lóc lấy cái da của nó. Và xong khi cái da đó người ta mới lấy ra bỏ những cái thành phần mà nó chất béo, chất mập hay là gì đó, người ta chỉ lấy lại cái chất collagen thôi, thì sẽ làm ra thành cái bột đó. Ok, thì cái nắp siêu này nó rất là chắc chắn. Lúc trước thì cái nắp siêu nó không có ok, đôi khi vận chuyển á, đập lên đập xuống á, thì nó sẽ bị vợp cái nắp siêu ra, cho nên cũng nhiều người complain cái nắp siêu bị vỡ thì cứ nghĩ là cái hũ bột bị khui, nhưng đó không có ai khui hết mà vận chuyển. Thì bây giờ công ty nó làm lại cái nắp siêu rất là chắc chắn luôn, rất là chắc chắn, cho nên gỡ rất là khó khăn luôn chứ không phải là dễ. Cái móng tay hàng gì đó hàng phải bấu nó vô hàng gỡ nha, thì nó mới lên đây mọi người. Hằng sẽ gỡ cái bột ra và cho cô chú anh chị em mình, ai chưa bao giờ uống bột này thì sẽ biết cái bột nó như thế nào. Rồi cái muỗng nó nằm lúc bà nó dưới rồi, lấy cái gì dứt nó lên đây, nằm lúc bà nó dưới này rồi. Ở đây không có cái cây gì, không có cái cây gì, thôi đi vô lấy cái cây đũa đi. Khui chi, hồi nãy có cái hũ bột khui rồi, thì đây là cái hũ bột đã khui rồi. Ê, trời ơi, chết cha con. Cái hũ bột khui rồi thì Hằng muốn khi mà lúc nào Hằng cũng review rất là kỹ trên mỗi cái phim, thì cho những ai mà chưa có bao giờ biết tới sản phẩm này, chưa có bao giờ ai uống cái hũ bột collagen của Hằng Kali, thì đây nó là bột như vậy thôi, nó không phải sữa nha.
cho nên nhiều người cứ gọi lại Hằng là mua sữa, Hằng có bán sữa không, có bán sữa. Và nhiều người cứ hỏi là tiểu đường uống được không, rồi nó ngọt không. Đây là bột collagen, không có ngọt, không có gì hết. Ở trên vỏ hộp nó chỉ có show lên là bao nhiêu phần trăm của chất muối rất là ít. Tại vì đây là cái da cá cho nên ở biển thì nó có cái chất muối một chút, chứ nó không có chất béo, không có chất đường, mà nó là collagen nguyên chất 100% ha. Rồi đây cái bột như thế này, mỗi lần uống như vậy hai muỗng vuông như thế này đi. Còn nhiều người thì bị đau nhức nhiều hay là bị nhiều đó thì mới mua về, thường thường mấy chị quất nó, mấy chị nó quất lần 3 muỗng, có chị nó quất 4 muỗng cười chết luôn, chị nó quất 4 muỗng lần luôn, Hằng nó thôi 3 muỗng được rồi, từ từ giảm lại 2 muỗng đó. Thì nếu mà theo căn bản của đây thì Hằng giới thiệu là một lần mình uống 2 muỗng vuông như thế này, sáng uống một lần và chiều uống một lần. Đó, một ngày uống 2 lần. Rồi cái hũ bột nó chỉ có 68 đô, 68 đô. Mình không có free ship gì hết. Mấy chị mua bao nhiêu hộp thì Hằng tính tiền ship bấy nhiêu. Thì mấy chị mua càng nhiều thì tiền ship nó giảm rẻ lại thôi, chứ không có free ship gì hết. Tại Hằng bán một hũ cũng có lợi nhiều, mình cũng chỉ cần số nhiều thôi ha. Đó, cho nên là khi mà cái sản phẩm tốt á, mấy chị đừng có hỏi Hằng ô có bớt không, có giảm giá không, mua bao nhiêu, có promotion tặng không. Không, tại vì giống như Hằng cũng hay nói là ồ vậy mình đi vô cái tiệm Gucci hay là Chanel hay là Louis Vuitton, mình có cảm thấy có khi nào nó giảm giá không, có khi nào mua cái gì tặng không, có khi nào nó on sale không? Never. Cho nên tất cả các sản phẩm gì khi Hằng bán, những cái sản phẩm nó có chất lượng thực tế tới cho người tiêu dùng. Thậm chí rất là nhiều cô chú anh chị em gọi tới cho Hằng mỗi ngày hoặc là nhắn tin cảm ơn Hằng, cảm ơn Hằng nhiều lắm đã đem tới được một cái sản phẩm tốt để uống tốt cho sức khỏe. Tại vì mấy chị nói khi đau nhức ngủ không được, khi những cái bệnh đó, mấy chị nói bây giờ mình không có sức khỏe thì mình làm gì đi làm được ra tiền, thì làm gì mình vui. Cho nên là rất là nhiều chị gọi tới cảm ơn Hằng, nhắn tin cảm ơn Hằng, mặc dù Hằng bán nhưng mấy chị vẫn cảm ơn Hằng rất nhiều. Đó là đã đem tới cho mấy chị được một cái sản phẩm tốt cho sức khỏe. Đó, thì đây là một cái hũ bột collagen nguyên chất. Nếu như mấy chị, hai đứa hết thì nó đi bộ, giờ nóng này mới đi bộ về. Đi bộ, đi ra phạt chơi. Đó, đi về đó mà nóng cả 100 độ. Anh em nó. Thì nếu mà muốn mua đúng cái hũ bột collagen nguyên chất 100% của Hằng Kali và chánh hiệu của Hằng Kali thì phải gọi đúng Hằng 408-206-1934 và được nói chuyện trực tiếp với Hằng, đặt hàng từ nơi của Hằng, ship ra từ nơi của Hằng. Tại vì hiện nay trên thị trường họ, các website khác hoặc là trên Facebook, họ dùng những cái hình ảnh của Hằng rất là nhiều. Họ lấy những cái thước phim trên YouTube của Hằng, họ đã đăng đi các website khác để họ bán bột giả, bán hàng giả chứ không phải của Hằng đâu nha. Còn nếu như mọi người muốn mua đúng của Hằng, Hằng chỉ bán trên YouTube của Hằng Kali và số điện thoại của Hằng Kali thôi. Còn ngoài ra trên Facebook Hằng không bao giờ chat message nói chuyện với ai. Tại vì họ dùng những cái tên của Hằng nè, họ lấy tên Hằng, họ giả những cái Facebook đó. Cho nên luôn luôn mỗi ngày Hằng đều cảnh báo trên cái thước phim của Hằng. Thì không phải là không ai bị gạt, rất là nhiều người bị gạt, cứ nghĩ đó là cái trang của Hằng Kali, cứ vô đó áp rồi mua. Mấy người bên Việt Nam thậm chí bị gạt, một người 30 mấy triệu, 20 mấy triệu, 10 mấy triệu. Nó nói trời ơi, mỗi lần mấy chị gọi lại Hằng ơi tôi mới mua đồ của Hằng á. Cái gì vậy, mua ở đâu, mình hỏi information mua hồi nào, số điện thoại gì. Tôi mua trên Facebook á, tôi nhắn tin. Nó trời, hoàn toàn sai, tôi chỉ bán bằng số điện thoại của tôi và vô YouTube của Hằng Kali mà nghe mỗi ngày Hằng nói cái gì trên YouTube. Hằng nói là họ dùng hình ảnh của Hằng, họ gạt rất là nhiều. Cho nên tất cả cô chú anh chị em mình rất cẩn thận khi mua cái sản phẩm bột collagen của Hằng Kali. Chỉ bán độc quyền ở Hằng Kali, không có ai, công ty không có đưa ra cho bất kỳ một cái nơi nào làm đại lý để bán, chỉ có độc quyền ở Hằng Kali. Cho nên khi mà mình nghe người ta nói ô cái đó là của lấy chung hãng của Hằng Kali hay là lấy cũng giống của Hằng Kali, sai. Tại vì khi người ta bán, người ta gạt mình, có thể người ta nói bất cứ cái gì. Cho nên tất cả cô chú anh chị em mình muốn mua đúng cái sản phẩm của Hằng đang bán, phải gọi đúng Hằng và chính cái nơi Hằng gửi ra, trả tiền chính nơi nào miệng của Hằng nói là ồ phải trả tiền bằng cái gì. Tại vì họ cứ đăng luôn cả cái số phone của Hằng, rồi cái nhiều người cứ gọi lại ồ phải Hằng Kali không, mà mình nói phải cái họ không hỏi thêm nữa, ồ vậy là được rồi. Tại Hằng đã nghe nhiều người hỏi như vậy, khi xong rồi họ lại lên các cái nơi, cái trang mạng đó họ mua đó. Nhưng mà Hằng nói đâu phải, gọi đúng tôi nhưng mà phải mua từ ở nơi tôi. Còn cái này là họ đăng số phone của Hằng
xong gọi đúng đúng rồi nhưng mà lên cho nó mua là sai. That's why tại sao Hằng không bán ở website, tại vì rất là nhiều người giả tên Hằng, thì khi bán website khách sẽ confuse, không biết cái nào là của Hằng, không biết cái nào là của giả của thật. Cho nên that's why Hằng chỉ bán bằng cái số điện thoại của Hằng trên một cái trang YouTube Hằng Kali. Nhớ nhớ một điều, nếu mua đúng từ Hằng Kali ship ra là bảo đảm 100% hàng thật của Hằng đang bán hiện nay. Ok rồi, lúc nào Hằng cũng cảnh báo tất cả cô chú anh chị em mình, trên một cái sản phẩm hiện nay Hằng đang bán, muốn mua được một cái sản phẩm có chất lượng hoàn toàn thì hãy gọi đúng số của Hằng Kali 408-206-1934 để mua được cái sản phẩm chánh hiệu của Hằng Kali nhớ nha. Thì không phải là nó tốt về xương khớp không đâu nha, tại vì cái loại da cá này nó đặc biệt của nó tốt nhất là về xương khớp, nó giúp hỗ trợ xương khớp, nó cung cấp cái chất nhờn cho các khớp xương. Cái thứ hai nữa, nó làm cho da đẹp và tóc mọc. Nếu ai là rụng tóc thì cứ uống thử trong vòng 3 tháng và mình sẽ cảm thấy cái đầu mình nó hay ngứa, mình nhìn đi chân tóc mọc lên rất là nhiều. Và nếu mình từng rụng tóc, cái độ giảm rụng tóc nó cũng rất là nhiều luôn, nó ngăn ngừa rụng tóc luôn nha. Còn da của mình uống từ 3 tháng trở lên, mình nhìn sẽ thấy nó độ căng và độ bóng rất là nhiều. Cái này là hoàn toàn thật, nếu mấy chị em nào chưa có uống hũ bột của Hằng Kali thì cứ thử hai hộp để mà uống để mình biết có đúng giống như Hằng nói hay không. Và những chị em mình trong tuổi 30 nhớ uống collagen, tại vì khi 30 tuổi mình đã mất cái lượng collagen rồi, nhưng khi uống collagen mình uống ở đâu nó đúng và mình tìm được một cái sản phẩm nào đúng là collagen nguyên chất thật sự, đó mới là quan trọng. Còn những chị em phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh nha, mình nhớ nha, lúc nếu chưa mãn kinh thì mình hãy uống cái này để giữ thời kỳ kinh nguyệt. Tại vì khi mãn kinh rồi, tuổi xuân cũng đã mất, da dẻ nó sần sùi, nó sanh ra rất là nhiều bệnh. Cái này mình nói thật nha. Còn nếu ai đã từng mãn kinh rồi mà đã từng chia sẻ với Hằng thì uống thử đi rồi biết. Cũng rất nhiều chị trong cái thời kỳ đã mãn kinh và mấy chị uống rồi và chia sẻ với Hằng, tuyệt vời lắm Hằng ơi, mấy chị chia sẻ rất là nhiều. Cho nên là tất cả mấy chị khi mà đã mãn kinh rồi cứ thử mua bột collagen của Hằng Kali uống đi, rồi có giống như Hằng nói hay không nha. Nhớ gọi đúng số điện thoại 408-206-1934 để được mua đúng cái hũ bột nguyên chất UNK của Hằng Kali đang bán độc quyền, nhớ nha. Ok liền, nói chuyện nghe không? Hả? Là sao? Nhìn biết hút gì kia không? Biết chứ, nhìn là biết liền. Hằng mà nếu ai gặp Hằng mà có hút mà nói không có hút là Hằng cũng biết luôn. Ừ, hay quá. Rồi, ok, Hằng hỏi nha. Rồi sao, phải đi sống gì? Chán đời quá, cái nói thiệt với chị, tôi đốt hết 600 ngàn tôi ra rồi. Tên gì? Trần Thanh Tùng. Ở đâu? Ở Nam Cali. Ở Nam Cali đi lên đây. Ừ. Rồi tại sao phải đốt hết 600 ngàn là sao? Buồn chuyện quá. Tiền buồn. Ở đâu có 600 ngàn để đem đi đốt? Tiền là mấy chục năm á, mấy chục năm để trong hộp á. Lấy ra xài. Xài tháng 10 ngàn đó. Rồi bây giờ ngủ đầu này đầu kia. Kìa, một chỗ một. Ngủ ở bên đó. Ok, rồi đi lên đây bao lâu rồi? 30 tháng 5. Rồi cái mấy ông vòng vòng ở đây là kêu đi gọi kiếm Hằng Kali đúng không? Hả? Mấy người vòng vòng ở đây kêu gọi kiếm Hằng Kali. Mình hỏi chỗ để mình xin cái phút tem, xin cái chỗ ở để mình có lần là anh gọi tôi hả? Thì đó, bữa vậy bây đó. Giờ anh có biết bên cái đường Thơ Lì không? Lại, chống chờ. Ủa, anh tự dưới lên, anh qua lại chỗ này thôi. Biết đây này không đi đâu không? Vậy hả? Bây giờ nghe Hằng nói. Ok, anh nói anh có, không có hút đúng không? Đúng. Là vừa số. Có kim không? Có kim chi vậy? Thử máu. Kim hả? Thử máu hả? Hả? Ủa, không hút rồi sống gì đây làm chi? Mới vô bệnh viện, về đây mục đích là đứng lên kiếm việc làm mà về. Vậy ở dưới đó làm cái gì? Nhà hàng. Ở dưới Nam Cali làm nhà hàng? Nhà hàng. Ở dưới sao không chịu làm mà để đi chạy lên đây rồi đi lang thang? Bệnh 3 lần rồi tao không nhận nữa. Bệnh gì? Bị chốt 3 lần. Bị lên chốt. Lên bị lần nữa nè. Rồi bây giờ có đi xin phút tem gì, có đi tắm rửa gì chưa? Chưa. Tắm là ngủ đất, tắm làm gì tốn nước. Ôi là trời, không. Phải tắm rửa sạch sẽ, bao giờ dầu sống ngoài đường cũng phải sạch. Đây nè, nếu như vậy á, là mình đang buông bỏ cuộc đời mình từ trên đúng, xuống dưới như vậy á, là người ta nói mình là người hút. Đó. Ai cũng nói thì nói. Ai muốn nói thì nói hả? Mình có thôi. Bây giờ nè, Hằng nói anh nghe nè. Nếu mà anh muốn có một cái cuộc sống tốt, anh phải biết. Muốn người ta giúp mình, anh phải tự đứng lên. Anh thích care cái bản thân anh trước. Chứ bây giờ nè, từ trên dưới mà nếu mà nhìn anh như vậy rồi hỏi sao?
Vậy là anh đã có lần gọi thằng rồi. Bữa ông bạn gọi đó. Đó là bạn lấy số phone của bạn gọi hả? Ờ, ở trong ổng, ổng có. Ủa bạn là ai? Bạn ở homeless chung hả? Nô, anh làm chợ nè. Ồ, dạ dạ, mấy anh làm chợ. Là mấy anh kêu gọi thằng. Anh Thành á. Ừ. Rồi bây giờ ngồi đây ban ngày xin ăn hả? Vậy thôi, ai cho ăn cũng cho thôi. Ủa sao thôi được, không cho nhịn đói hả? Vậy là trời. Thằng giúp mình cái phút này. Ngồi xuống đi, ngồi xuống đây nói chuyện, đứng ngồi mỏi chân này, ngồi xuống đi. Bị bệnh mà. Ủa ông bị bệnh? Bị bệnh rồi rồi bây giờ là ở dưới đó cũng phút tem xin được mà tại sao chưa xin phút tem lần nào? Hả? Ở dưới Nam Cali cũng xin được phút tem. Lúc bây giờ tụi mình ở cái phòng 1000 tụi mướn. Sang vậy? Mà có cờ bạc không? Không luôn. Vậy hả? Rồi, chỉ ăn nhậu với gái thôi. Ăn nhậu với gái? Nhậu tới cỡ nào nói nghe đi. Một tháng 10.000 là tin đi. Nhậu tháng 10.000 là nhậu gái. Nhậu với gái á, tháng 10.000 á. Rồi như vậy đi làm tháng nhiêu mà nhậu mẹ nó hết tháng 10.000. Đã để dành mấy chục năm chị. Đi làm, vợ đâu, con đâu? Ở bên Washington DC á. Về đâu? Về đâu? Hai cái chữ xăm ở trên tay, về đâu kìa. Mấy chục năm rồi. Ở tù ra bao lâu? Có ở tù không? Như tờ giấy trắng. Như tờ giấy trắng, rồi giấy tờ đâu? Đây. Đó bây giờ đó còn giấy tờ đồ luôn hết mà giờ đi homeless sống gì đây làm chi vậy? Bớ vậy. Chán quá, bệnh rồi hoài. Cái, bệnh gì nó bệnh sao? Ai kêu nhậu làm chi? Chốt á. Thì nhậu quá mà không bị chốt sao được? Bệnh hoài. Người đẹp thấy nước tiếng không? Nó chết queo nó nhậu đâu. Ủa nó không nhậu nó chết queo. Thì đó, đúng không? Tại nó không có đủ nè, giấy tờ này đầy đủ. Rồi đi xin không là có cũng có tiền trong bóp rồi đó ha. Bắt buộc phải để dành cho hút đâu. Người ta cho hả? Người ta cho để dành chính đâu hút đâu. Tao mở ra coi được nhiêu. Cái gì vậy? Lá này. Cái gì vậy? Cái này là thẻ xanh hả? Cái bằng lái hả? Lái. Ủa hồi đó ốm nhôm gì đây hả? Đẹp trai lắm không? Đẹp trai đâu. Ốm nhôm đúng rồi. Giống Đức Tiến. Đây giấy tờ. Ủa ông con lai hả? Xô xô cất vô để mất. Cái thẻ mini keo có kìa. Đầy đủ. Bằng lái xe nè. Rồi quốc tịch hay thẻ xanh? Thẻ xanh. Thẻ xanh đâu? Đấy. Cái này là cái bằng lái. Ừ, cất ông nội ơi, mất cái chết đó nghe. Trời đất ơi, mất là không có biết đường làm lại đó. Rồi bây giờ giấy tờ đầy đủ, không hút sách. Ờ hả? Không không cờ bạc. Không cờ bạc. Mà là gái gú. Ngồi đây chiều làm hai ba lon vậy thôi. Bước bước tôi là hai nhậu, lon. Coi như là ghiền rượu. Rượu thôi. Trời ơi là trời, rồi bây giờ sống sao? Bây giờ cứ ngủ bên đó như vậy hả? Rồi bây giờ đi vô xeo tờ ở hay làm sao chứ đâu ở vậy được. Bởi vậy sợ 3 tháng mưa á. Ừ. Không lẽ ông tính đi homeless như vậy? Nếu thực sự ông không có nghiện ngập thì ông muốn tôi giúp á thì ông phải là có trách nhiệm với bản thân mình. Đúng, mới tắm rửa đàng hoàng, có chỗ tắm mới được. Rồi đi vô xeo tờ ở, rồi đi làm nổi không? Thì... tiền gớt kìa. Rẻ sao chưa? Trời ơi, cái thân mập gì đây không làm, không tập thể dục rồi đi đâu có nổi, không lẽ rồi ngồi đó uống rượu uống bia hoài, bụng bia. Vậy? Phải không? Ôi trời. Đâu rồi? Hả? Nhớ 2 đồng mà. Rớt thấy 2 đồng rớt ra à. Mà bệnh thì chốt 2 lần rồi hả? 4 lần rồi đó. 4 lần là tại 2 lần trước là chết hết hai bên đó. Rồi sao đi lại được vậy? Tập thể dục. Ừ. Chết hai bên. Đi làm bị lần nữa. Nghỉ luôn không làm nó chán quá. Vậy giờ cha mẹ đâu? Ở Việt Nam chết hết là chị hai. Phải không? Nó dốc làm gì? Nó dốc được gì đấy? Anh qua Mỹ bao lâu rồi? Mấy năm rồi? 93. Năm 93 đi một mình hả? Đi ghép. Đi ghép anh con lai hả? Ờ hả? Ồ anh con lai đi ghép theo mà người ta vợ chồng hả? Đi ghép gia đình người ta đó. Ồ đi với gia đình người ta. Giống như... qua đây mà nay nó sống. Ồ. Hồi quá nhỏ em gái nó chị Hằng giống à. Em gái nào? Bé nè, bé Trang nè. Ủa sao biết anh? Sao thì ra đây nè, ra đây gặp quen. Ờ, đi mua đồ hoài rồi cái quen, rồi thấy. Nó thì... làm như biết mình lâu mà. Anh sao này xuống dữ vậy nè? Chắc là quen thiệt cái gì chứ vậy? Không biết. Nó làm như biết tùng lâu mà. Sao chỗ này anh xuống dữ vậy nè? Mẹ bà. Ủa sao chạy mất tiêu rồi? Sao bà chạy mất tiêu rồi? Đi chợ về. Rồi xong đi qua đây có vợ không? À, tụi không có vợ. Từ quen. Xưa giờ qua ở có quen một cô, có một lương gái gần 30 rồi. Có con gần 30 tuổi thôi. Ừ, bây giờ nó ở đâu? Nó ở bên Washington DC á. Là trời, rồi bây giờ sống gì đây hả trời?
Giờ sao giờ? Giờ thí dụ ông muốn tôi giúp cái gì? Xin phút tem, tiền bệnh. Tiền bệnh? Tiền bệnh á, là phải đi xin Medicare có rồi, phải đi có bác sĩ gia đình. Có này có kia. Bác sĩ gia đình dưới Nam Cali có, nhưng mà trên này không có gì hết. Bây giờ ở dưới có bác sĩ, giờ lên đây thì đi hôm lát rồi có cái gì nữa, rồi ngồi lết qua lết lại, rồi tối ngủ ở bên góc đó, vậy đó hả? Vậy đó. Quay mặt qua đây. Ngồi xem quay mặt. Ngày mẹ lên Facebook chết tôi à. Lên YouTube chứ lên Facebook cái gì, làm gì chết. Bây giờ nè, đi hôm lát thì không sợ chết, mà sợ lên người ta biết hả? Bởi vậy. Sợ vậy mẹ hả? Bây giờ đi hôm lát ngồi đầu này đầu kia vậy người ta có biết không? Một thời nào xài mẹ như là ông Hoàng cái giờ này nè, vậy không? Thì đó, để cho mình, đây là một cái mà có thể mình biết để mình nghiệm lại cuộc đời, mình đứng lên, mình làm lại. Giúp Tùng cái Medicare với chỗ ở. Bây giờ Medicare với chỗ ở full time mà trước mắt mà giờ gì vậy, đây nè. Tùng đi kiếm chỗ tắm đàng hoàng. Bây giờ ha, anh đi qua bên, tại bây giờ tôi đang đi công chuyện, cái này không được. Bữa nay thứ mấy rồi? Thứ hai đầu tuần. Thứ hai, thứ tư, ở bên đó có tắm, có giặt. Ở đâu? Ở bên thư viện. Từ đây em đi thẳng ra đường này luôn nha. Đi thẳng cuối đường đó cái anh gặp đường thua lì. Là anh dòm qua anh quẹo phải cái là anh thấy cái thư viện bên đó, library bên đó. Đây nè, ra là đi thẳng xuống đây nè. Sao? Cứ đi ra một con đường đi thẳng. Đi bến hay sao? Đi bộ cũng được. Okay. Đi bộ nổi không? Nổi. Phải tập thể dục, cái bụng bây giờ lết qua lết lại mà không đi tập thể dục cũng chết. Ok. Phải đi để tập thể dục. Đi thẳng qua đó, nhưng bên đó dân hút không à, nếu mà ông đã sống bụi đời rồi mà ông không hút thì ông đừng hút. Còn ông dướng vô là nếu ông nói mà ông không có hút ha. Tùng có thể nói Tùng gần trong bùng mà không trên mùi bùng. Ông nói ông không hút không trên mùi bùng. Ok, tại vì Hằng nói nghe Hằng nói này nha. À, tại sao mấy anh không nghiện, mấy anh nói anh không nghiện hút, không nghiện gì hết mà mình phải đi homeless. Gì đó, trình bày đó. Ăn chơi quá, bệnh hoài, chán quá, không muốn làm nữa. Ăn chơi quá, bỏ tính mạng luôn. Hết Tùng cái chỗ ở với lại cái mê food stand rồi. Chỗ ở thì anh phải đi giờ phải đi xin đi vô trong mấy cái chỗ sell tờ thì phải gọi rồi phải get line. Bây giờ cái Medicare với Food Stamp là đi thẳng cũng trên đó đường center nè. Bây giờ đâu có số phone gì đâu hả? Số phone bị mất rồi, bị bối à. Đó. Ngồi lết qua lết lại mỗi ngày vậy đây thì ăn ở đâu, xin cái gì ăn? Ôi đồ ăn là đầy, mà ở Mỹ không có đói. Đúng rồi, đồ ăn là không bao giờ đói, người ta cho thiếu gì. Nha. Yeah. Tôi cho tiền để dành rồi. Mẹ nhớ thời nào móc ra tờ trăm, lúc nào cũng trục khắp, bây giờ vậy đó. Ủa vậy đi ăn nhậu ở đâu mà nó hết tiền? Quán á. Quán không à? Đi vô ăn nhậu quán. Tối nào cũng 1-2 chai hết đồ. Đó, rồi đi làm nhà hàng mà làm gì có tiền nhiều dữ vậy để sắp. Mấy chục năm mà chị hai, 30 năm mà. Ủa làm rồi để dành? Đâu mua nhà đâu. Ừ. Thập niên đó nhà có 125 ngàn nhiêu mà không mua. Xe với gái không mà bây giờ đi homeless cỡ này. Rồi bây giờ cha mẹ anh chị em còn ở Việt Nam không? Anh chị em còn nhiều nhưng mà cha mẹ mất. Anh chị em thì còn nhiều. Bên Việt Nam tụi nó giàu lắm. Ôi trời ơi, bây giờ quả máy đâu biết đăng lên ở bển thấy để tìm ông nè. Chứ bao nhiêu lâu rồi không có liên lạc. Cũng lâu rồi. Lâu là bao lâu? Covid giờ. Từ hồi Covid giờ không liên lạc. Nhiều khi đăng lên gì nè, về biết đâu mà gia đình tìm được cũng đỡ nè. Tìm chi? Tìm đang đi về bản thà là có anh chị em thôi, về bản tá túc cái thân. Thôi thà tôi chết bên này. Quay. Thôi. Chết với mấy nhà tư bản. Thà là chết ở đây hả? Đó đại ca nó gọi đó. Đại ca nó kêu gọi đó. Đại ca gọi. Đó mấy đại ca đó là tối ngày kêu gọi thằng Cali. Rồi đó. Đó bây giờ gặp thằng Cali rồi đó, suối mấy ông gọi thằng Cali. Nhưng mà mấy ông đâu có, nhiều khi mấy ông không có chịu đứng lên, tôi đâu có giúp nổi ha. Cho nên bây giờ nè, ok, như vậy là nghiện rượu thì nghe lời tôi đưa tôi làm chương trình đi ghi hát ha. Đi ghi hát, đi cai nghiện rượu trước ha. Cảm ơn Chúa hôm nay tôi gặp chị Hằng. Như vậy thì bây giờ mỗi ngày nếu ông ngồi đây đi, để tôi biết cái điểm tôi tới đây để mà tôi kiếm ông gọi. Gọi mỗi ngày lấy cái chỗ. Mà nếu bắt đầu gọi thì... Đấy, tôi về tôi tính coi làm sao. Là phải gọi bữa nay thứ mấy, bữa nay thứ hai hả? Thứ hai. Nay 1-2 tây vậy á? 1-2 tây tháng 7 phải không? Ừ. Đó, là bắt đầu ngày, thí dụ ngày mai đi. Là gọi vô cái chương trình đó. Thì mỗi ngày sau đó nó bắt mình phải gọi một chút, để gọi một chút như vậy để lấy cái chỗ. Đứng lên chứ cuộc đời tôi. Phải đứng lên nha. À.
chứ bây giờ tôi giúp, thí dụ anh rồi tôi không phải đứng lên tôi vậy được. Chứ anh không follow theo tôi không có giúp được. Chỗ tắm rửa sạch sẽ tôi sẵn sàng đứng lên. Tắm bữa ăn bạn ngủ chẳng đi tắm rồi về ngủ đất sao đi làm, sao đi xin việc làm được. Không, nhưng mà phải tắm rửa cho nó thoải mái đầu óc tinh thần chứ, mỗi ngày ông cứ uống rượu vô ông đâu cần tắm rửa nữa. Nhưng mà ai tắm rồi ngủ đất, tắm làm gì tốn nước. Không, nhưng mà không uống rượu nữa, coi chân cẳng kìa. Bởi vậy đó, cuộc đời cũng còn gì đâu. Bây giờ đừng uống nữa, uống không mà cái bụng cỡ này nè rồi nó bị chốt là chết rồi, phải rồi. Okay. Uống riết cũng bị chốt chết. Ok, đừng uống nữa. Ok, bỏ chuyện này, bỏ không biết chiều nay bỏ hay là bỏ vô nè. Chiều nay bỏ không uống nữa, cuối tuần uống. Ôi là trời, đúng rồi, lâu lâu cuối tuần uống 1-2 lon bia thôi chứ mà mấy cha nghiện rồi là xong à. Bây giờ mấy cha nghiện xì ke mấy cha cũng chết, mà mấy cha nghiện rượu mấy cha cũng ráng, chết. Ráng giúp Tùng cái đó là cảm ơn rồi. Tùng cần cái tem. Tiền bệnh chỗ ở đủ rồi. Rồi Tùng sẽ đứng lên, Tùng không ngồi vậy được. Không, không vậy bây được. Giờ tiền bệnh không phải là anh đi xin tiền bệnh cái là được. Bệnh là mình phải bắt đầu lại từ đầu, có bác sĩ gia đình. Rồi mình đi khám bác sĩ gia đình, khi bác sĩ gia đình chứng nhận. Bây giờ xin phút tem, ok, nếu như ngày mai ông ngồi ở đây tôi mới kiếm ông được nha. Ở đây nè, bên okay. Này nè. Nhưng mà ông phải thay đồ gì, tắm gì cho anh sạch chứ, kiểu này không được. Rồi xong rồi á, tôi mới dẫn ông đi lại lần 19. Get like vô xin phút tem. Get like vô xin phút tem xong rồi á, tôi sẽ gọi trong chương trình để đi cai, gọi điện thoại chương trình đi cai là ông vô trong đó ông nằm 3 tháng đi rồi ra cái đà tôi mới giúp ông được. Cảm ơn nhiều. Chứ giờ làm sao được không được cũng thấy có niềm hy vọng. Không nghe lời tôi được hết á, nếu mà ông nghe lời là tôi giúp được. Okay. Chỉ sợ ông không nghe lời thôi, bà nội tôi giúp cũng được nữa. Học sinh giỏi nhất trường đó. Okay. Ngoan ngoãn nhất trường học đó. Học sinh giỏi ngoan ngoãn nhất trường thì phải nghe lời mới giúp được. Ngoan ngoãn nhất trường đó, được không? Trời ơi, chứ bây giờ là ông nói ông không có nghiện xì ke ma tí mà ông lết qua lết lại ngoài đầu đường xó chợ làm gì, đúng tôi không? Tôi nhìn tôi biết uống, biết nhậu, biết hút hay không là giỏi ghê. Biết chứ, ông nghĩ đi, cái nghề tôi mà đi giúp mấy cái thằng hút là 5 năm rồi. Tôi chỉ cần nói chuyện nhìn đó là tôi biết à. Có. Có hay không thì vài lần nữa sẽ biết. Có không biết gì. Bùng mà không tên mà bùng là tôi đó. Rồi bây giờ nếu như vậy là để tôi sắp xếp ngày mai ông ngồi ở đây tôi mới biết đường kiếm nha. Chứ còn bây giờ không có phone bà nội tôi cũng biết đường kiếm ở nơi nào. Đây đây nè. Ừ. Bữa giờ chắc con nó gọi lắm mà phone mất rồi. Ừ. Con hả? Ừ. Ồ bữa vậy con lâu nay có vẫn liên lạc nó hay sao? Liên lạc chứ, nhưng mà mất phone mấy tháng nay rồi, mất phone rồi. Nhớ số phone nó không? Không. Trời ơi trời, không nhớ sao kiếm. Giờ bỏ hết. Ừ. Giờ bỏ hết làm sao? Bỏ hết. Bỏ cái gì có nữa? Có cơ hội làm lại từ đầu. Coi như là bỏ hút, bỏ uống. Có hút đâu bỏ. Chị hai đứng gài tôi không có hút. Chị hai đứng gài tôi. Không có hút. Không có hút mà có hít. Hít không đúng không? Có luôn. Có này thôi. Có hít. Ừ. Có này thôi. Thuốc lá. Ừ. Ngàn gói. Hút ngàn gói luôn. Buồn quá mà. Ôi là trời. Nằm lết qua lết lại vậy tối có ngủ không? Ngủ nhưng mà mẹ cái thằng hút nó quậy suốt đi ngủ được nó. Rồi ban ngày ông ngồi ở đây. Ông ngồi ở đây nè. Có mấy cô làm neo nè, đưa cơm đưa bún ăn. Mấy cổ cho cơm cho bún. Cho cơm bún ăn mới cho tô cháo nè. Ăn suốt ngày, hàng chi ăn xong rồi cái bụng lết qua lết lại. Bởi vậy. Ôi là trời. Nói vậy Tùng hút, không có hút. Chị kem luôn đó. Chị kem rượu nè, không cấp, không ăn trộm nè, không xin nè, ai cho lấy không xin. Nguyên tắc, không có xin. Ai cho lấy cho thôi, không có xin. Ok, rồi thôi vậy đi Hằng, cảm có ơn công chuyện. Nha. Rồi có gì ngày mai Hằng... Cảm ơn chị Hằng, ráng giúp giùm Tùng. Rồi tranh thủ Hằng chạy qua đây, rồi có gì tôi chở cho đi lại đằng chỗ 19. Không có quần áo phải không, có quần áo không? Có đồ dừa. Vài bộ đồ gì thay. Có gì thì thay bộ đồ sạch để lên xe tôi dẫn thì đáng xin phút tem. Đằng đó đó, trên đường center đó. Rồi mai qua mua thùng nước rửa tay rửa chân. Rồi apply manicure này kia. Chứ chị Hằng trước nha. Hey, yeah, ok, rồi như vậy đây, rồi tôi về coi làm sao. Rồi ngày mai tôi chạy qua đây tôi kiếm ông, giúp ông chứ giờ kiểu này làm sao. Nhưng mà ha, cơ hội tôi cho tôi giúp ông mà không chịu đứng lên thì đừng có nói là tại sao chị Hằng không giúp ha. Đứng lên chứ okay. Sao không giúp được, không đứng được. Phải okay, đứng. Ok. Đâu thể vậy được, bỏ bê vậy má hơi chết con. Má hơi chết con.
Thì bây giờ nói là ông kia ông cười kìa. Đó. Nha. Đó thì bây giờ ai cũng suối kêu kiếm xung quanh, ai cũng kêu kiếm chị Hằng Kali. Rồi bữa nay là tình cờ tôi ghé đây tôi mua đồ chai. Bữa gặp Trang đó, chị Hằng giống nè. Em vô hỏi chị Hằng nè. Phụ nữ dễ nói chuyện hơn. Đó. Rồi cho nên là hôm nay tình cờ vô đây á, là tôi cái gì á, tôi mua đồ chai coi như là cái duyên đi. Ông đã kiếm tôi rồi mà tôi không có gặp ông. Mà hôm nay là coi như là cái duyên gì nó khiến tự nhiên dắt lại ngay chân đây tôi ghé tôi mua đồ chai để gặp ông. Mẹ, thì coi mẹ, như cái cơ hội này ông phải đứng dậy. Mẹ dẫn chị tới, mẹ dẫn tới. À, mẹ ai? Mẹ ông hả? Hả? Mẹ của anh hả? Quan Tham Bồ Tát. Ờ, mẹ Quan Tham Bồ Tát. Lại dẫn tới gặp ông hả? Ờ, dẫn tới ai nữa? Trời ơi. Em muốn lên đây làm lại từ đầu chứ. Ở dưới á, em xài quá. Tiền đâu xài quá, đi hôm lát không tiền đâu xài quá. Ta làm mấy chục năm, ta làm mấy chục năm. Làm mấy chục năm mà đi, không có nhà cửa, tiền cất ở đâu? Hộp. Hộp, cất hộp ở đâu? Hộp. Thì, trong chay á. Rồi để vậy rồi rút ra rồi xài cho hết luôn. Ờ, buồn quá. Cái này nó nói ảo nữa. Không ảo rồi nghe, Công Tử Bạc Liêu là giấy, đây là thật. Công Tử Bạc Liêu Trần Gia Quy là giấy, còn đây là thật. Rồi đi vô gái rồi nhậu xong rồi móc tiền cho gái. Chơi bời mà hơi đâu. Rồi gái cứu đứa này đứa kia. Bây giờ để đăng lên coi cái ai có biết là Tùng này là có thật chết chuyện đó. Chết tôi à. Chết khỉ gì, cái này đăng thiệt đó nha, đăng YouTube mà. Không sao hết, không sao hết. À, không sao phải không? Không sao hết. Không chết là tay con tàu đó. Có người giúp mình đứng lên được. Quan trọng là anh biết đứng lên. Mà đây cũng giống như là một cái quyển nhật ký hay là giống như một cái thước phim mà có thể để anh biết cuộc đời anh mình đã từng lê la ngoài đường và sau đó mình đứng lên mình mới thấy được những hình ảnh đó, mình tránh nó đi, phải không? Nên giúp tôi. Ok, coi như hôm nay là chắc cái khiến chứ thật sự anh từng gặp Hằng mà Hằng anh từng điện cho Hằng mà Hằng không có tới gặp anh, nhưng mà hôm nay tự nhiên khiến đi vô đây mua đồ chai cái mấy bà bên đó la làng nãy giờ kìa, đi ra coi giúp nó đi, coi giúp nó đi. Mình nói mấy ông nữa nghiện không, tôi giúp hết nổi rồi. Giúp xong mấy ông cũng đi hút rồi, mấy ông quậy tôi. Đó cho nên là tôi từ chối là vậy đó, không biết không. Thì tự nhiên rồi cái khiến rồi đi ra đấy, mấy bà kia cứ nói quá trời, nãy hai ba bà ở chổng nói lận. Rồi mấy ông xung quanh đây cũng suối hả, suối kêu đi kiếm Hằng Kali hả? Không, Tùng hỏi ở đây ra lấy làm giấy tờ xin phút tem không? Nó có chị Hằng gọi, với gọi ông Hành này, cái ông Hành gọi giùm. Ông đâu có số tổng chứ. Có hết á. Trong này có tên. Mấy ông không phải, mấy ông đều có biết Hằng Kali đánh YouTube là có số điện thoại Hằng trên đó. Cho nên là thà tôi không gặp. Thì cái duyên khi đã gặp rồi thì mấy anh phải chịu nghe lời những gì Hằng giúp. Yên chí. Thì Hằng mới giúp mấy anh được ha. Yên chí. Ai dùng Tùng dám nói. Yên chí. Ok. Nằm dưới đất đau lưng quá. Sống cái này không được chết á. Thì đó, sao sống ngoài đường ngoài xá gì đây được. Đâu sống vậy được. Ê, dạ, ok, thôi vậy tôi đi. Rồi nhớ, tôi sẽ kiếm ông. Cứ kiếm ông ngày mai. Hai bên này, ok. Rồi, vậy ha. Ăn rồi ngủ không đi đâu. Ôi trời. Rồi, ok, ngày mai tôi tới. Cảm ơn chị Hằng. Bye bye. Cảm ơn chứ. Rồi, bye.